Quý vị có biết cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã từng là tù binh chiến tranh? Tại sao Morocco lại trở thành quốc gia châu Phi duy nhất không gia nhập Liên minh châu Phi? Và tại sao họ cũng chẳng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba? Những câu hỏi dường như rất là rời rạc thế này, thực ra đều được bắt nguồn từ một cuộc chiến tranh vô cùng đặc biệt mang tên Sarawak, chiến tranh cát. Ngay bây giờ, hãy cùng kiến thức quân sự quay trở về những năm 60 của thế kỷ trước để xem trận chiến này đặt nền móng cho sự thù địch không đội trời chung giữa Morocco và Algeria như thế nào. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, báo chí, mạng xã hội ở khu vực Bắc Phi đang nổi sóng vì một màn đấu đá mang tầm vĩ mô đến từ hai quốc gia Morocco và Ai Cập. Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, người bị lật đổ trong phong trào mùa xuân Ả Rập 2011, đã qua đời. Chính quyền Ai Cập hiện tại coi Mubarak là người được tôn trọng và tổ chức quốc tang cho ông. Nhưng không biết do sự trùng hợp vô tình hay cả khịa cố ý, đúng vào lúc đó, đài truyền hình của Morocco đã phổ biến một đoạn video hiếm được quay từ năm 1963. Trong đó quay cảnh thẩm vấn 4 sĩ quan Ai Cập bị bắt bởi quân đội Morocco năm 1963. Một trong số đó được cho là cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Điều đáng nói, nghi ngờ về việc Mubarak bị bắt làm tù binh đã có từ lâu. Nhưng đúng vào ngày quốc tang của Tổng thống Ai Cập thì người Morocco lại đưa lên. Cũng phải nói rằng, việc Morocco công khai đoạn video đã chứng thực mọi nghi ngờ về cựu Tổng thống Ai Cập. Chung quy lại, tất cả những thắc mắc trên kia đều được giải thích qua một cuộc chiến tranh ngắn giữa hai nước Bắc Phi, Algeria và Morocco vào năm 1963. Cuộc chiến gọi là Sarawak. Sở dĩ tên gọi chiến tranh cát vì đây là cuộc chiến hiếm hoi của thế giới hiện đại diễn ra toàn bộ trên địa hình sa mạc. Toàn bộ chiến tranh gói gọn trong khu vực phía tây bắc hoang mạc Sahara vốn là phần khó xâm nhập nhất của hoang mạc này. Cuộc chiến chính thức nổ ra chỉ một năm sau ngày độc lập của Algeria và chỉ ít ngày sau khi Algeria công bố hiến pháp mới. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến được coi là tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Nhưng sâu xa là do căng thẳng về chính trị, thể chế giữa hai quốc gia Bắc Phi và được đổ thêm dầu do sự can thiệp của quân đội Cuba. Trong lịch sử, Algeria và Morocco vốn có mối quan hệ gần gũi. Hai nước đều nằm ở phía tây bắc châu Phi bên bờ Địa Trung Hải, thuộc vùng Maghreb xa xôi trong thế giới Ả Rập. Sự gần gũi này tiếp tục được duy trì đến thời người Pháp chiếm đóng, khi cả hai đều thuộc khối Liên Hợp Pháp. Tuy nhiên, suốt chiều dài lịch sử đó, có một vấn đề chưa bao giờ được giải quyết. Đó là đường biên giới gần 1.500 km giữa hai nước chưa bao giờ được phân định. Đơn giản là bởi vì vùng biên giới giữa hai nước quá khó xâm nhập, nên suốt hàng thế kỷ nó thuộc về các bộ lạc du mục, không vạch ra bất cứ ranh giới nào. Đến thời thực dân Pháp, với công nghệ hiện đại, người Pháp cũng chỉ có thể vạch ra chính xác 165 km đường biên giới thực địa, còn lại đều chỉ là trên bản đồ. Với chính quyền Pháp, khu vực biên giới khô cằn giữa Morocco và Algeria không có người và tài nguyên, nên không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng các đoàn thám hiểm. Nhưng từ năm 1956, giữa hai quốc gia bắt đầu có sự khác biệt. Với phong trào đấu tranh của nhiều quốc vương Morocco, người Pháp đã trao trả độc lập cho Vương quốc Morocco vào năm 1956. Vào thời kỳ đầu độc lập, Morocco là một quốc gia quân chủ chuyên chế dưới sự kiểm soát của nhà vua. Các đảng đối lập không được phép hoạt động. Nhà vua Morocco chọn cách đóng cửa với các nước châu Âu, bất kể là Pháp hay Liên Xô, và gắn chặt mình với khối Ả Rập. Vì thế cho đến ngày nay, người dân Morocco hiếm khi coi mình là một phần của châu Phi và chỉ nhận mình là đứa con của thế giới Ả Rập. Ngược lại, Algeria vẫn bị Pháp chiếm đóng. Dù đã nổi dậy vào năm 1954, nhưng phải mất 8 năm Algeria mới giành được độc lập vào năm 1962. Sau độc lập, Algeria trở thành nước Cộng hòa, mà quan trọng hơn là một nước Cộng hòa thân Liên Xô, lấy tên nước là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Algeria, đứng đầu bởi lãnh đạo Ahmed Ben Bella. Vấn đề lãnh thổ bùng phát ngay sau khi Algeria độc lập. Khi
khi Morocco độc lập nhiều năm trước do thỏa thuận lỏng lẻo với người Pháp. Hai vùng đất ở biên giới phía nam là Tindouf và Bessa đã được người Pháp giữ lại ở Algeria. Nhưng sau khi Algeria độc lập, Morocco đã xé bỏ thỏa thuận với thực dân cũ, đòi lại các vùng đất này. Tuy nhiên, lãnh thổ không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, mà nó nằm ở sự nghi kỵ lẫn nhau giữa hai quốc gia, mà cụ thể là sự lo ngại của Morocco về ý đồ lật đổ nhà vua từ những người cách mạng Algeria. Mối lo sợ này không phải không có cơ sở, khi mà trước đó Algeria đã thúc đẩy mối quan hệ với Ai Cập của nhà lãnh đạo Nasser, một tổng thống theo đường lối xã hội chủ nghĩa của Bắc Phi. Nasser nhiều lần không giấu ý định nối liền một dải cách mạng Bắc Phi từ Biển Đỏ đến Đại Tây Dương nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của châu Âu và lục địa châu Phi. Người Morocco có ý định của Nasser không khác gì ngoài việc tiến hành cách mạng lật đổ nhà vua Morocco như những gì đã diễn ra ở Ai Cập năm 1952. Sự thù địch giữa nền quân chủ và Cộng hòa không phải là duy nhất. Càng về sau, lãnh đạo Algeria càng ngả về phía Liên Xô và khối xã hội chủ nghĩa. Dù quốc vương Morocco không phải là người thân phương Tây quá mức, ông cũng bị ảnh hưởng từ những lời đe dọa mối nguy cộng sản được tuyên truyền. Vậy nên, Morocco đã chọn cách hỗ trợ cho một số nhóm nổi dậy ở Algeria chống lại chính quyền Cộng hòa Nhân dân. Nhưng sự thù địch giữa hai nước có thể đã không leo thang đến chiến tranh nếu không phải có sự tác động từ Cuba và Ai Cập. Về Ai Cập, nước này được cho là châm ngòi trong một cuộc chiến ngoại giao vào tháng 3 năm 1963. Đó là khi quốc vương mới của Morocco lên ngôi mới hơn một năm thăm Algeria để giảm căng thẳng. Lúc này ở Ai Cập, Tổng thống Nasser lên tiếng tố cáo rằng chế độ quân chủ Morocco dựa trên nền kinh tế mạnh chèn ép nước láng giềng Algeria. Nasser còn xếp các chế độ quân chủ Ả Rập là chế độ phản động, ủng hộ các phong trào cách mạng chống nhân dân. Tương tự đối với các nước phương Tây, đặc biệt là Pháp và Hoa Kỳ. Nhà vua Morocco cảm thấy bị xúc phạm và bỏ chuyến thăm Algeria. Về nước, ông chỉ đạo xuất bản một tấm bản đồ Morocco mới, bao gồm cả những lãnh thổ tranh chấp với Algeria. Sự kiện này gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Morocco với Algeria, Ai Cập. Còn với Cuba, nước này luôn lên tiếng ủng hộ Algeria và tố cáo quốc vương Morocco. Từ sau khi cách mạng Algeria thành công, đã có rất nhiều cố vấn, bác sĩ, sĩ quan từ Cuba đến Algeria. Đây là điều mà nhiều người Ả Rập rất lo ngại, vì nó đe dọa sự thống nhất của thế giới Ả Rập trước các thế lực bên ngoài. Morocco nhiều lần thông qua khối Ả Rập yêu cầu Algeria trục xuất các cố vấn Cuba về nước, nhưng đều bị từ chối. Khi chiến tranh nổ ra, nó biến thành cuộc chiến 3-1, khi một mình Morocco đánh lại liên quân ba nước Algeria, Cuba, Ai Cập. Ngày 8 tháng 10 năm 1963, một cuộc đụng độ bất ngờ giết chết 10 binh sĩ hoàng gia Morocco. Đây không phải là phát súng đầu tiên của chiến tranh, nhưng là sự kiện gây thương vong lớn nhất. Trước đó, từ tháng 3 năm 1963, quân đội hai bên đã triển khai dọc biên giới, kể cả những khu vực khô cằn nhất. Các cuộc đấu súng đôi lúc xảy ra nhưng đều né tránh những dòng người tị nạn qua lại giữa hai nước. Các nỗ lực vũ trang chuẩn bị cho cuộc chiến đến từ Algeria, do nước này có quân đội yếu hơn Morocco, họ đã nhờ đến nước ngoài và được hỗ trợ. Liên Xô gửi cho Algeria 10 xe tăng T-34, mặc dù chính họ vừa bán xe tăng T-54 hiện đại hơn cho Morocco. Đến tháng 10 năm 1963, quân đội Ai Cập gửi 1.000 binh lính cùng nhiều phương tiện đến hỗ trợ Algeria. Nhưng mãi đến sau này, người ta mới biết quân đội Ai Cập đã gửi không quân trực tiếp chiến đấu và đã bị bắn rơi. Còn với Cuba, những sự can thiệp của nước này được ghi chép rất cụ thể. Họ đã lập ra đơn vị Grupo Especial de Inyección tình nguyện đến Algeria. Đơn vị gồm 686 người dưới sự chỉ huy của tướng Esvenio Almeida cùng 22 xe tăng T-34. Dù được chỉ thị giấu kín cuộc can thiệp này, Cuba vẫn bị lộ danh bởi tình báo Pháp. Đó là những gì người ta biết trước cuộc chiến. Còn lại, khi trận chiến diễn ra trong sa mạc từ tháng 10 năm 1963 đến khi một thỏa thuận được dàn xếp vào tháng 2 năm 1964, gần như không có tin tức gì về cuộc chiến. Nhưng những gì diễn ra vào lúc ký kết hiệp định cho thấy một chiến thắng của quân Morocco. Quân đội Morocco có lợi thế về vũ khí và trang bị.
thậm chí hầu hết tư liệu ảnh và video liên quan đến cuộc chiến tranh này là do họ ghi lại. Đến cuối tháng 10 năm 1963, đã có tin tức quân đội Morocco chiếm được Tindouf và Bejaia. Đó cũng là thời điểm mà Tổ chức Châu Phi Thống nhất OAU sắp xếp thỏa thuận ngừng bắn. Dù vậy, phải đến tháng 2 năm 1964, một hiệp định chấm dứt chiến tranh mới được ký kết. Thỏa thuận này là một thắng lợi ngoại giao với Algeria, dù họ đã thua trên chiến trường. Theo hiệp định, Morocco từ bỏ yêu cầu chủ quyền với các vùng lãnh thổ tranh chấp Tindouf và Bejaia. Đổi lại, Algeria sẽ chấm dứt các hành động thù địch với chế độ quân chủ Morocco, đồng thời trục xuất các cố vấn nước ngoài khỏi Algeria. Khu vực tranh chấp được giám sát bởi Tổ chức Châu Phi Thống nhất, đánh dấu vai trò đầu tiên của tổ chức này. Không ai biết rõ thương vong hai bên, cả hai phía đều tuyên bố tiêu diệt từ hàng trăm đến hàng nghìn quân đối phương. Nhưng tình báo Pháp chỉ cho thấy 39 người Morocco và 60 người Algeria xác nhận thiệt mạng. Không có báo cáo về thương vong của Cuba và Ai Cập, nhưng chắc chắn có 4 phi công Ai Cập bị bắn rơi và bắt giữ. Do cuộc chiến này và xa hơn là vấn đề Tây Sahara, Morocco đã tự tách mình khỏi châu Phi và tự coi mình chỉ duy nhất thuộc về khối Ả Rập. Đến năm 2017, Morocco là nước duy nhất ở châu Phi không gia nhập Liên minh châu Phi, AU. Mãi đến tháng 1 năm 2017, nước này mới xin gia nhập lại AU sau nhiều năm. Morocco cắt đứt quan hệ với CDA, Ai Cập và Cuba trong chiến tranh và sau đó không khôi phục với Cuba. Theo đó, Morocco cắt quan hệ ngoại giao với Cuba không phải vì tội đánh họ mà vì tội dám làm mà không dám chịu. Dù đã có bằng chứng rõ ràng được tình báo Pháp thu thập về sự có mặt của 686 lính Cuba ở cảng Oran của Algeria ngày 22 tháng 10 năm 1963, nước này vẫn liên tục phủ nhận sự can dự. Morocco là một trong những nước ít ỏi chưa khôi phục quan hệ với Cuba. Nhưng cũng vào năm 2017, Cuba đã đồng ý khôi phục quan hệ, đi đôi với việc từ bỏ hỗ trợ cho các nhóm ly khai Tây Sahara chống Morocco. Và sự thật bất ngờ nhất là trong quá trình chiến đấu, quân đội Morocco đã bắn rơi một phi đội của không quân Ai Cập, bắt giữ 4 phi công và trình họ trước báo chí Pháp. Chuyện sẽ không có gì nếu không có việc sau đó Morocco phát hiện ra một trong số 4 phi công đó là Hosni Mubarak, Tổng thống Ai Cập sau này. Mặc dù tin đồn về việc Mubarak từng bị bắt đã lan truyền từ lâu, nhưng phải đến khi Morocco công bố đoạn video hiếm có trong kho tư liệu vào năm 2018, người ta mới biết đến sự kiện đó một cách rộng rãi. Chớ trêu hơn nữa, khi thực ra Mubarak sau này lại là một trong những người thân thiết với Morocco nhất. Mối quan hệ Morocco-Ai Cập trong thời đại Mohamed Hosni Mubarak rất tốt đẹp, không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và được cho là một trò hề của lịch sử. Sau này, khi quốc vương Hassan II của Morocco qua đời, Mubarak là lãnh đạo cuối cùng ông đón tiếp.